Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé, và tất cả anh em và cô đồng. Hôm nay Travel the Golden World Travel lại tới Mexico một lần nữa cùng với anh chị em của chúng ta đến đây đây. Và đây là một cái khu vực suốt và nhà hàng gọi là Malabar nhé. Thì đây là nhà hàng Malabar cũng như là khu resort Malabar nằm đối diện với khu vực Sunset Hills. Cái này đã được thực hiện 3 năm trước và hôm nay ngày hôm nay để cho các bạn coi cái kiểu cách như nào ở tại trung tâm nhất đến sau ở đây là những cái món của tôi rất là ngon, đồ biển thì các bạn thấy này, salmon, tôm, rất là nhiều món, even hem cũng có luôn, nhìn ngon lắm. Wow, hello Annie. Trời ơi, Annie hôm nay đi ăn gì đây? Nhiều món quá bạn. Nhiều món quá hả? Vậy hả? Trời ơi, các món bánh ngọt. Sau khi ăn xong là kính thưa các loại bánh ngọt. Còn thế. Các bạn muốn ăn bánh mì, ăn tới đâu cắt tới đó. Đó, bánh mì ba kế kính thưa các loại. Wow, kiểu cắt ở đây. Kiểu cắt ở đây setup và đẹp quá phải không Annie? Wow, cái nhà hàng này các bạn mình thấy không? Các bạn coi cái nhà hàng ở đây nè. Ở ngay mặt biển luôn nè. Quá đẹp luôn. Wow. Trời ơi, các món salad ăn ngon quá. Món của các món salad. Ngon quá. Nhìn ngon quá hả? Nhìn hình bánh mì cũng ngon quá nè. Còn nếu mà bạn muốn ăn taco là phải qua cái gian hàng. Bên quầy taco bên kia. Wow, nhìn dễ thương quá vậy. Rồi đây, nguyên tất cả các món. Salmon nữa. Ui, ngon thế, tươi thế. Potatoes. Thịt hem gì đó ha. Ui, hamburger. Người đầu bếp cũng xinh quá ô là. Clams, mussel, hola, nhà bếp của chúng tôi đây. Barbecue rib. Barbecue rib. Wow, lot of food. Ngon quá các bạn ơi. Beef tender. Wow, đã quá vậy trời. Chicken wing too. Good. Right. Here it is. Soup. Đây các nhà đầu tư đây, Mr. William, Nathan, Kelly, Julio, Senior Familia, Lâm Hồng Mỹ.